Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Vậy là giải đấu Pokemon World Championship 2024 đã kết thúc và không biết các bạn có giống như mình không? Vì ngoài những trận đấu Pokemon hấp dẫn thì mình còn mong chờ vào việc sẽ có những thông tin hay trailer mới về tựa game Pokemon Legends ZA sẽ ra mắt vào năm sau. Nhưng tiếc rằng mình và nhiều bạn đã trở thành những thằng ngáo ngơ khi buổi lễ bế mạc đã không có bất kỳ điều gì liên quan đến ZA cả. Thôi thì Pokemon Company không làm thì hãy để bọn mình làm thay. Trong video này, bọn mình sẽ mang đến cho các bạn top 10 sự thật thú vị về cơ chế tiến hóa Mega, cơ chế sẽ comeback trong Pokemon Legends ZA và chắc chắn chính là thứ chúng ta quan tâm nhất trong tựa game này. Đây là những thông tin vừa chính cũng vừa bên lề mà tụi mình tìm kiếm và đúc kết được sau khi đặt tiến hóa Mega lên bàn cân so sánh nhẹ với các cơ chế khác như Z-Move hay Dynamax. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's get them all! Không như các cơ chế chiến đấu sau này như Z-Move, Dynamax hay Terastallize chỉ mới được tồn tại trong vùng đất mà nó được khai sinh. Tính cho đến thời điểm bọn mình làm video này, thì tiến hóa Mega đã được nhà sản xuất ưu ái mang vào tận 10 tựa game thuộc dòng game Main Series. Đầu tiên là hai bản game mở đầu cho hệ máy Nintendo 3DS, cũng như là khai sinh ra cơ chế Mega là Pokemon X và Pokemon Y, được trình làng năm 2013. Một năm sau đó, Mega Evolution đã được mang đến vùng đất Hoenn với hai tựa game Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Rồi tới năm 2016, tiến hóa Mega lại một lần nữa được đưa vào phần hậu truyện của hai tựa game Pokemon Sun and Moon, song hành luôn với cơ chế tuyệt kỹ Z. Và đương nhiên, Pokemon Ultra Sun và Ultra Moon ra mắt sau đó một năm vẫn được sở hữu cơ chế chiến đấu xịn sò này. Tưởng chừng như cơ chế Mega sẽ dừng lại ở hệ máy 3DS, nhưng bất ngờ đã xảy ra vào năm 2018. Người chơi lại được một lần nữa chiêm ngưỡng tiến hóa Mega với đồ họa mới của hệ máy Nintendo Switch với hai bản game Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Và trong tương lai, Pokemon Legends ZA sẽ là tựa game thứ 11 sở hữu cơ chế chiến đấu tiến hóa Mega. Phải nói thêm nữa là tiến hóa Mega rất có duyên với các tựa game mở đầu cho thế hệ máy chơi game mới của Nintendo. Và hiện tại, đang có rất nhiều lời đồn đoán rằng tựa game Legends sắp ra mắt sẽ được trình làng trên hệ máy Nintendo Switch 2. Nếu điều này thật sự xảy ra, thì phải nói tiến hóa Mega rất được nhà sản xuất ưu tiên nâng cấp và cập nhật công nghệ mới. Ngoài dòng game Main Series, tiến hóa Mega cũng rất vinh hạnh được xuất hiện trong nhiều bản spin-off. Có thể nhắc đến các tựa game chiến đấu như Pokemon Go, Pokemon Master EX, Pokemon Unite, Pokken Tournament DX, Super Smash Bros. Và Super Smash Bros. Ultimate. Thậm chí là đến cả những tựa game chiêu chiêu nhẹ nhàng như Pokemon Shuffle, Pokemon Rumble, Pokemon Super Mystery Dungeon, Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX thì tiến hóa Mega cũng đã thành công thâm nhập vào. Nói chung là kể nhiều game vậy rồi mà có thể bọn mình vẫn còn thiếu một số game có tiến hóa Mega đấy. Các bạn mà biết thêm bản game nào có Mega nữa thì hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Đúng là tiến hóa Mega và phần còn lại. Trong hai bản game mới nhất là Pokemon Scarlet và Violet đã có cơ chế Terastallize cũng được đánh giá rất cao và đang rất hoành hành trong các trận đấu, thì tiến hóa Mega cũng chẳng ngần ngại, len lỏi và để lại dấu răng trong nội dung của các bản game thuộc thế hệ thứ 9 này. Cụ thể thì theo thông tin Pokédex của Pokemon nghịch lý Roaring Moon trong Pokemon Violet đã ghi rằng, trong một tạp chí lá cải, loài Pokemon cổ đại này có sự liên kết với một hiện tượng xảy ra tại một vùng đất nào đó. Dù chỉ đề cập một cách hờ hững vậy thôi, nhưng chắc chúng ta vẫn có thể dễ dàng đoán được, đó chính là hiện tượng tiến hóa Mega, vì ngoại hình của Roaring Moon rất giống với hình dạng của Mega Salamence, nhất là với đôi cánh hình trăng lưỡi liềm màu đỏ thẫm. Từ đây thì nhiều fan cũng chỉ ra rằng, ngoại hình của Iron Valiant là sự kết hợp từ Mega Gardevoir và Mega Glalie, khi chiến binh tương lai này cũng có tùng váy cô dâu giống với Mega Gardevoir và hai lưỡi kiếm tách ra giống hai cánh tay của Mega Glalie. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thông tin chính thức nào xác nhận điều này, nhưng chúng ta vẫn có thể để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa đúng không nào? Nhưng như vậy cũng là đủ để chúng ta thấy rằng tiến hóa Mega vẫn đang len lỏi âm thầm trong các bản game sau này. Đến cả thời đại của Terastallize, tức là đã sau 3 thế hệ từ khi được ra mắt, thì Mega Evolution vẫn đang núp lùm
chờ thời để bành trướng trở lại. Tiến hóa Mega xuất hiện rất nhiều, nhưng các bạn có biết Pokemon Mega nào được xuất hiện nhiều nhất không? Bọn mình sẽ gọi tên Charizard và Mewtwo, hai con cưng của nhà sản xuất khi vừa có hai hình dạng Mega mà cũng vừa có nhiều đất diễn nhất. Không bàn đến các dòng game chính, thì trong các bản spin-off, bộ đôi này đã xuất hiện trong đây, Super Smash Bros. Và Super Smash Bros. Ultimate. Đây, Pokken Tournament DX. Đây nữa, Pokemon Master EX. Và đây luôn. Ngay cả với những game chữa lành nhẹ nhàng như Pokemon Shuffle, Mewtwo và Charizard vẫn nghiễm nhiên xuất hiện như một cơ chế phụ tăng độ khó cho game hoặc hỗ trợ người chơi qua màn. Nổi bật nhất phải là trên anime, Mega Charizard và Mega Mewtwo đã được ưu ái chiếm spotlight trong phần lớn thời lượng phim. Nếu hình dạng Mega Charizard X được ưu ái đóng vai chính trong đội hình của Alan, đối thủ của Satoshi trong phần phim XYZ và Red trong phần ngoại truyện Pokemon Origin, thì Mega Mewtwo E lại sở hữu luôn cho mình một movie riêng là movie 16, Genesect Thần Tốc và Mewtwo Thức Tỉnh. Trớ trêu thay là hai hình dạng còn lại là Mega Charizard E và Mega Mewtwo X lại không được ưu ái quá nhiều khi chỉ được xuất hiện trong một vài phân cảnh nhỏ. Trong khi Charizard E còn được một trận đấu tử tế trong giải đấu Marauders, thì Mewtwo X lại hỏng hiu hơn khi chỉ được làm cameo trong một phân đoạn mở đầu và kết thúc phim. Nhưng bù lại thì Mega Mewtwo X, hay đúng hơn là Mega Mewtwo nói chung, vẫn được ưu ái hơn Charizard trong tựa game Pokemon Unite. Mewtwo có thể tiến hóa thành Mega X cũng được, mà Mega E cũng được, hoặc chính xác hơn là làm thành hẳn hai tướng, gấp đôi thu nhập cho nhà sản xuất. Còn Charizard thì không. Nếu một ngày nào đó mà nhà 10 xu quyết định cập nhật hình thái Mega cho Charizard, thì chắc chắn bộ đôi này sẽ bùng nổ trên mọi phương diện. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất đã không ít lần hint chuyện đem Mega vào làm cơ chế game luôn. Điều trở ngại chắc chỉ là cân bằng meta, và họ phải tìm ra một lý do nào đó bớt ô dề hơn so với lý do mà ai cũng biết là để hút máu người chơi. Trong một bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Nintendo Dream vào năm 2015, họa sĩ Ken Sugimori đã tiết lộ rằng trước đây thì chúng tôi đã cố gắng vẽ hình thái Mega cho Flygon và đưa nó vào bản game Pokemon X và Y. Nhưng mà nó sao ta? Do bản thiết kế chưa có wow. Nó chưa là bộ phận thiết kế gặp khá nhiều vấn đề bế tắc về ý tưởng. Cho nên chúng tôi quyết định loại bỏ luôn dự án này. Điều này còn dẫn đến việc nhân vật Arune, một NPC trong bản game Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, một chuyên gia trong việc tìm căn cứ bí mật Secret Base, trở thành một trong số ít trainer đáng chú ý có Pokemon chủ đạo không có khả năng tiến hóa Mega. Cụ thể thì ông Sugimori cho rằng Arune cần một Pokemon thuộc vùng Hoenn có thể học Fly và Secret Power để hỗ trợ tìm ra căn cứ bí mật, và Flygon đã là cái tên được lựa chọn cho Arune. Phải nói là rất đáng tiếc cho Arune và Flygon. Flygon không có tiến hóa Mega, giúp cho Garchomp hiện đang là Pokemon rồng đất duy nhất sở hữu khả năng đặc biệt này. Nhưng hy vọng rằng, trong Pokemon Legends ZA sắp tới đây, thì bộ phận thiết kế của Pokemon sẽ tìm ra hướng giải quyết để giúp cho Mega Flygon trở thành hiện thực và có màn debut thật hoành tráng. Không giống như tiến hóa Mega khi chỉ có một số Pokemon nhất định có thể Mega Evolve, thì tuyệt kỹ Z có thể khai triển bởi tất cả Pokemon. Nhưng cuộc sống này thì làm gì có chuyện chúng sinh bình đẳng hoàn toàn. Vì vậy mà vẫn có những Z-move độc quyền dành riêng cho một vài loài Pokemon cụ thể. Đặc biệt là con cưng Pikachu có đến tận 2 tuyệt kỹ Z độc quyền là điện 10 triệu V và Castatropica. Nhưng đáng nói là nhà sản xuất đã say no với việc trao cho các Pokemon có thể tiến hóa Mega được sở hữu thêm cả Z-move độc quyền. Tức là đã có thể biến hình Mega thì bản auto mất đặc quyền có được tuyệt kỹ Z độc quyền. Mà cũng phải thôi, đã có hình thái Mega, tức là bạn đã mạnh hơn phần lớn chúng sinh còn lại rồi. Bây giờ có thêm Zimu độc quyền siêu mạnh thì ai chơi với các bạn nữa? Thôi thì chúng ta hãy xem đây là cách mà nhà sản xuất cân bằng sức mạnh giữa các cơ chế chiến đấu, nhất là trong bối cảnh ở trên 7, khi tiến hóa Mega và tuyệt kỹ Z đã đều được xuất hiện và áp dụng trong cùng một thế hệ. Dù vậy, không biết Game Freak có tích lũy 200 năm kinh nghiệm như nhà Riot chưa, mà có thể thấy là sự cân bằng này cũng chẳng mấy đáng kể. Theo lẽ thường tình, tiến hóa là một sự thay đổi giúp cho Pokemon trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, trở nên mạnh hơn không có nghĩa là các chỉ số sẽ được đảm bảo là sẽ tăng, mà có thể hoàn toàn ngược lại.
một số chỉ số của Pokemon lại bị giảm sau khi tiến hóa. Và tiến hóa Mega cũng vậy, có một số trường hợp vì để ưu tiên tăng một chỉ số nào đó mà tiến hóa Mega lại khiến cho Pokemon bị giảm sức mạnh của một hoặc nhiều chỉ số so với ở hình dạng căn bản. Lưu ý là mình đang nói về các chỉ số cụ thể chứ không phải là tổng chỉ số đâu nhé. Hiện có tổng cộng 9 Pokemon bị giảm chỉ số sau khi kích hoạt tiến hóa Mega, trong đó chiếm phần lớn chính là chỉ số tốc độ. Có 6 Pokemon sau khi thay hình đổi dạng lại khiến bản thân chậm chạp hơn, bao gồm Mega Ampharos vì mọc thêm bờm nên tốc bị giảm từ 55 còn 45. Mega Heracross cơ thể đồ sộ hơn và đầu đổi sừng to hơn nên đổi nhanh nhẹn cũng bị giảm còn 75 thay vì 85 như ở hình dạng căn bản. Mega Sableye vì phải gánh thêm cục kim cương to hơn cả cơ thể của nó nên ù lì từ 50 speed chỉ còn 20 speed. Mega Kamerup gánh cả giang sơn núi lửa trên lưng thì đã chậm, nay còn chậm hơn, chỉ còn 20 tốc thay vì 50. Mega Garchomp bị giảm tốc chí mạng từ 102 chỉ còn 92, báo hại cá mập mắc cạn, không còn có thể đánh trước phủ đầu những đối thủ mà đáng ra nó có thể vượt tốc khi còn là Garchomp thường. Mega Arbomasnow phải mang theo cả một khu rừng tuyết lạnh giá nên tốc độ từ 60 chỉ còn 30. Ngoài ra, Beedrill sau khi tiến hóa Mega thì chỉ số công đặc biệt giảm từ 45 còn 15. Mega Mitui bị giảm phòng thủ vật lý từ 90 còn 70. Và nàng công chúa Mega Diancie còn bị giảm hẳn hai chỉ số liền là Defense và Special Defense từ 150 còn 110. Đánh giá tổng quan thì tùy vào Pokemon và chiến thuật mà việc bị giảm chỉ số sau khi tiến hóa Mega sẽ đem lại tác dụng hay tác hại. Ví dụ như một số trường hợp giảm speed sẽ tạo ra các chiến thần trong Trick Room. Vì vậy mà các trainer hãy phân tích kỹ trước khi trang bị đá Mega cho Pokemon của mình nhé. Nhiều khi mang những item khác sẽ có lợi hơn đấy. Ai cũng biết tiến hóa Mega sẽ giúp cho Pokemon đạt được sức mạnh chiến đấu ở tầm cao mới. Nhưng trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire thì chúng ta còn có thể làm được một việc khác với tiến hóa Mega. Đó là để cho các Pokemon flex phong cách trong các cuộc thi Hoa hậu Pokemon Contest, hay với cái tên Việt Nam hơn là cuộc thi bụi bối đẹp. Chi tiết hơn thì khi người chơi tiến vào vòng 2 được gọi là vòng thi tài năng. Vòng thi mà ai sợ thì đi về, còn ai ở lại mà đạt được độ phấn khích 5 sao từ ban giám khảo và khán giả thì sẽ có thể tiến hóa Mega và có một màn trình diễn Spectacular Talent, tài năng ngoạn mục. Nói nôm na, tức là show kỹ năng catwalk, nhảy múa, ảo thuật, xiết múa lửa lắc vòng các kiểu, với hiệu ứng đẹp lung linh và tạo được khoảng cách điểm số vượt bậc. Sau khi trình diễn ngoạn mục, thì Pokemon vẫn sẽ duy trì hình dạng Mega cho đến hết cuộc thi. Ở trong cuộc thi này, đối thủ của người chơi sẽ là Lycia với Pokemon đồng hành Altaria có thể tiến hóa Mega. Người chơi sẽ có cơ hội chạm trán Lycia ở cấp bậc thầy và chứng kiến Mega Altaria bung lụa đỉnh nóc, kích chân, bay phấp phới. Ngoài việc trình diễn sắc đẹp, thì tiến hóa Mega còn giúp việc bay lượn di chuyển của người chơi trở nên thuận lợi hơn. Cũng trong hai bản game Omega Ruby và Alpha Sapphire, chúng ta có thể sử dụng Aeon Flood để triệu hồi Mega Latias và Mega Latios và gửi chúng bay lượn khắp vùng đất Hoenn, rồi đáp cánh tại những địa điểm bí mật mà nếu di chuyển thông thường hay dùng HM Fly thì sẽ không thể tới được. Có thể thấy, dù được debut từ Kalos, nhưng có vẻ tiến hóa Mega được hai bản game vùng Hoenn khai thác nhiều vào khía cạnh đời sống hơn thay vì tập trung vào sức mạnh chiến đấu thuần túy, tạo nên sự đa dạng trong việc ứng dụng cơ chế trong thế giới Pokemon. Tiện nhắc đến sắc đẹp ở trước, thì một yếu tố nữa giúp cho tiến hóa Mega được yêu thích nhiều chính là tính thời trang. Đối với người chơi chúng ta, để kích hoạt các cơ chế chiến đấu thì Mega sẽ có Mega Ring và Mega Bracelet. Tuy kỹ Z thì phải có Z-Ring, Dynamax thì kích hoạt nhờ Dynamax Band, còn Terastallize thì sẽ phải sử dụng Terra Orb. Nói chung thì đa số item kích hoạt cơ chế toàn là vòng đeo tay khá là bó buộc. Nhưng với tiến hóa Mega, hay cụ thể là với tiến hóa Mega của các NPC thì khác. Có rất nhiều NPC đã gắn chiếc Keystone của mình vào rất nhiều phụ kiện khác nhau mà họ yêu thích, chứ không phụ thuộc vào chiếc Mega Ring mặc định. Từ phụ kiện trang sức như nhẫn, bông tai, dây chuyền, cà vạt, cài áo, khăn turban, kẹp tóc, cho đến các vật dụng phổ thông khác như găng tay, mắt kính, kẹp sách, máy ảnh, son môi, đồng hồ, cây dù, gậy chống và cả cái vòng chân rất quái của Zinnia. Thậm chí, đối với phần anime của thế hệ thứ 6,
Các Pokemon cũng có những phụ kiện đi kèm để gắn Megastone lên người, giúp chúng nhìn vừa quách hơn, vừa nhìn mạnh mẽ hơn. Chỉ tiếc là về sau, chi tiết này đã bị loại bỏ, chỉ giữ lại phụ kiện cho các Pokemon đã xuất hiện ở phần anime vùng Kalos. Còn các Pokemon sau này thì đã Mega, chỉ đơn thuần xuất hiện một cách vô định trước mặt Pokemon và kích hoạt mà thôi. Phải nói đây chính là điểm khác biệt của tiến hóa Mega so với các cơ chế khác. Từng món phụ kiện khác nhau góp phần tạo nên màu sắc và tính cách riêng biệt cho các nhân vật, đồng thời khiến cho cảnh tương tác kích hoạt Keystone của các nhân vật trở nên ngầu lòi và hoành tráng. Một tính năng hay như vậy mà nhân vật chính của người chơi lại phải mặc định sử dụng vòng tay xuyên suốt. Hy vọng Legend GA sắp tới, game sẽ cho phép người chơi tự chọn phụ kiện và tư thế kích hoạt Keystone như cái cách mà nhà sản xuất cho người chơi lựa chọn tư thế quăng bóng. Ngoài việc sở hữu Keystone và Megastone tương ứng, thì sự cốt lõi để kích hoạt tiến hóa Mega chính là nhà huấn luyện và Pokemon phải có một sự liên kết bền chặt và tin tưởng lẫn nhau. Nếu không thì Pokemon sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát sau khi Mega Evolve. Chính vì vậy mà trong các bản game hoặc anime thì đa số các nhà huấn luyện thường sẽ chỉ liên kết với một Pokemon duy nhất, có thể là Pokemon khởi đầu hay là Pokemon đồng cam cộng khổ nhiều nhất với nhà huấn luyện và trở thành Pokemon chủ lực của họ. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ khi một trainer lại có thể tiến hóa Mega cho nhiều Pokemon khác nhau. Trong các tựa game thuộc thế hệ thứ 7, khi bạn thách đấu với Blue trong Battle 3, bạn sẽ có khả năng chạm chán với Mega Gyarados, Mega Pidgeot, Mega Tyranitar, Mega Alakazam hoặc Mega Aerodactyl. Còn khi chiến đấu với trainer huyền thoại Red, thì bộ ba khởi đầu vùng Kanto đều có khả năng kích hoạt Mega. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh bộ đôi Red Blue thì Battle 3 chúng ta còn có Cynthia, thì ngoài Mega Garchomp, cô còn có thể tiến hóa Mega cho Lucario. Cậu bé Wally cũng sở hữu bộ ba Mega đáng gờm là Mega Altaria, Mega Gallade và Mega Garchomp. Tử Thiên Vương Grimmslay sở hữu đội Mega bóng tối hùng hậu với Mega Sapedo, Mega Tyranitar, Mega Absol và Mega Houndoom. Frontier Annabelle còn khủng hơn khi ngoài Mega Alakazam và Mega Lucario, cô còn liên kết sâu nặng với cả Mega Latios. Ngoài Battle 3, thì Gen 7 còn giới thiệu cả Battle Agency, nơi có Giovanni. Ngoài Mega Mewtwo, thì ông còn sở hữu cả Mega Kangaskhan và Mega Gyarados. Quả thật, tiến hóa Mega đã đạt cực thịnh trong Gen 7, dù cho đây lại là thế hệ của Zimu. Còn đối với anime, cho đến bây giờ, chúng ta chỉ ghi nhận một trường hợp, một trainer mà có 2 Mega. Đó chính là Concombre, ông nội của chủ hội quán Corina thuộc thành phố Solur, vùng Kalos. Gia tộc của Concombre gắn với Lucario trong nhiều năm, nên ông sở hữu một con Mega Lucario cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngoài ra, ông còn có một con Mega Alakazam có nhiệm vụ cai quản Lucario Knight. Sau đó Satoshi đến thử thách để lấy được đá Mega cho Lucario của mình. Vậy mới nói là tình yêu thương Pokemon của trainer có thể bao la bến bờ, đủ để liên kết nhiều Pokemon trong đội hình để có thể đạt được hình thái Mega. Nhưng dù trong đội hình có nhiều Pokemon giữ đá Mega đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ được phép kích hoạt Mega cho một Pokemon trong một trận đấu thôi nhé. Lúc edit thì tôi mới nhớ ra một chuyện là trong movie 19 Volcanion và Magina siêu máy móc thì Travis, Doga và Eder đã có thể tiến hóa Mega rất nhiều Pokemon cùng một lúc. Nhưng đây là kiểu tiến hóa cưỡng chế và kích thích sức mạnh nhưng gây đau đớn thể xác và tinh thần của Pokemon, chứ không hề có sự liên kết tin tưởng bình chặt chính thống. Nên tụi mình cũng không biết là có được tính vào hay không. Nhưng mà mình có liệt kê cho đầy đủ ha. Ok, tiếp tục video nào. Và điều thú vị cuối cùng về tiến hóa Mega mà bọn mình muốn đề cập trong video này sẽ là những Pokemon tiến hóa Mega duy nhất. Cụ thể thì, Aerodactyl hiện đang là Pokemon hóa thạch duy nhất có khả năng tiến hóa Mega. Audino hiện cũng đang là Pokemon duy nhất thuộc thể thứ 5 có thể tiến hóa Mega. Lưu ý là Pokemon này được chuyển từ đơn hệ thường sang song hệ thường tiên sau khi kích hoạt Mega. Còn đối với thế hệ thứ 6, thì cái tên duy nhất có thể tiến hóa Mega thuộc thế hệ này là Pokemon huyền ảo Diancie. Cho đến thời điểm tụi mình làm video này, thì Mega Altaria đang là Pokemon duy nhất sở hữu song hệ con rồng cháu tiên. Nếu như các Pokemon khác sau khi tiến hóa Mega sẽ giữ nguyên hệ, thêm hệ hoặc thay đổi song hệ, thì Mega Aggron là Pokemon duy nhất từ song hệ thép đá trở thành mang đơn hệ thép trong trạng thái Mega. Slowbro là Pokemon duy nhất
vừa sở hữu hình thái Mega, vừa sở hữu dạng vùng miền là Galarian Slowbro. Và cuối cùng, Rayquaza là Pokemon duy nhất tiến hóa Mega mà không cần đọc đá. Rồng xanh chỉ cần học được chiêu thức rồng thăng thiên là đã có thể biến hình, đồng nghĩa với việc Rayquaza cũng là Pokemon duy nhất vừa có thể tiến hóa Mega, vừa có thể mang theo một trang bị khác để bổ trợ cho sức mạnh của mình. Và đó là 10 sự thật về cơ chế tiến hóa Mega mà bọn mình nghĩ là khá thú vị và có thể là các bạn chưa biết đến. Bọn mình có còn thiếu hay các bạn có biết thêm những thông tin nào khác về tiến hóa Mega không? Hãy cho mọi người cùng biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG, everyone.